Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với chiếc vlog tập tành ngày hôm nay của mình. Đợt gần đây thì mình nhận được khá câu hỏi về việc mình duy trì tập luyện và giữ dáng. Và hôm nay thì mình sẽ quay lại một ngày đi tập của mình. Giờ thì mình sẽ ăn sáng trước nhé. Mình thì là một người khá lười ăn những đồ healthy nhưng mà lại rất thích ăn vặt những món linh tinh. Thế nên là việc duy trì tập luyện đối với mình cũng vô cùng quan trọng. Vì ăn uống đã tự do mà lại còn không tập tành nữa thì chúng mình sẽ vừa không giữ được dáng mà lại vừa không tốt cho sức khỏe luôn. Bây giờ thì đi tập thôi. Đợt này thì mình đang duy trì tập khá là đều đặn. Mình mới quay trở lại với tập gym và vẫn duy trì tập Pilates. Pilates là một bộ môn mới với mình và mình đã tập được khoảng 4 tháng. Lúc đầu mình tập thì vì rất là tò mò khi nhìn thấy những chiếc máy tập. Sau đấy thì đọc những lợi ích mà Pilates có thể mang lại nên là mình đã quyết định tập thử. Và bộ môn này thì thiên về điều chỉnh vóc dáng cũng như là sự cân bằng cho cơ thể. Nhìn các động tác như thế thôi nhưng mà khi tập thì mới biết là không dễ một chút nào luôn. Nhưng mà mình thì lại là người rất là thích thử thách nên là mình lại càng mê hơn. Và điểm mình thấy cải thiện rõ ràng nhất sau 4 tháng tập đấy chính là dáng đứng của mình. Do trước đây thì mình có thói quen gù lưng và ở những cái buổi tập đầu tiên thì chỉ có ngồi thật thẳng lưng mà mình cũng không làm được luôn. Và giờ thì đã cải thiện được rất là nhiều rồi. Và điều đầu tiên sau khi đi tập về thì mình sẽ phải tẩy trang và rửa mặt luôn. Tại vì đợt này thì Hà Nội rất là nóng bức nên là mỗi khi đi tập về thì rất là nhiều mồ hôi và cảm giác là trên mặt đổ rất là nhiều dầu luôn. Em sữa rửa mặt đợt này mình đang dùng là Dear Klairs Gentle Black Facial Cleanser. Bạn này thì có phức hợp đen, chiết xuất nấm cục đen truffle, trái dâu đen và hạt đậu nành, giúp tăng cường độ ẩm và khỏe mạnh cho da. Đặc biệt là có một thành phần rất là quen thuộc, đó chính là ceramide, giúp duy trì độ ẩm ở mức lý tưởng, ngăn cản quá trình lão hóa. Bạn này thì có tính axit nhẹ nhưng độ pH vẫn chuẩn nên là sẽ không gây khô da của chúng mình. Thế nên là bạn này có thể phù hợp dùng làm sạch da hàng ngày luôn. Và sau khi tắm rửa xong xuôi thì bây giờ mình sẽ đắp mặt nạ. Bình thường khi mà đi tập về cảm giác là sau khi tập xong người vẫn còn nóng thì mình rất là thích đắp mặt nạ, cảm giác siêu mát và siêu thích luôn. Và hôm nay thì mình sẽ đắp mặt nạ này của Dr. Morita. Dr. Morita thì mình nghĩ là mọi người đã rất là quen thuộc rồi, và thành phần cho mặt nạ này thì được chiết xuất từ Hyaluronic Acid 100% nhập khẩu từ Nhật Bản, giúp giữ ẩm nhiều tầng và cấp ẩm giữ nước rất là tốt. Và vitamin B3, acid tranexamic sẽ giúp dưỡng sáng này, mờ thâm và làm cho da mình sáng mịn rất tốt nữa. Và để nhận xét thì bạn này có thiết kế khá là mỏng nên là ôm khít da mặt của mình, và lúc mà tháo mặt nạ ra thì mình sẽ cảm giác là da được tiếp thêm một lượng nước rất lớn luôn mọi người ạ. Đúng kiểu là ngậm nước luôn. Và trong mùa hè, ngoài việc phải uống nhiều và đủ nước thì mọi người hãy lưu ý tìm những sản phẩm cấp ẩm cho da nữa. Tại vì mùa nào thì cũng cần nhưng mà riêng mùa hè thì chúng mình vừa đổ mồ hôi nhiều, lại còn vừa trong điều hòa nhiều nên là những cái sản phẩm cấp nước sẽ rất là cần cho da của chúng mình. Chiều nay thì mình có khá là nhiều thời gian rảnh và mình sẽ dành để phục vụ và chơi với anh Dừa. Con yêu bạn đi, con yêu bạn này. Hai bạn yêu bạn này. Ôi giời. chồng mình nhận được lời mời tham gia show soap The Forest ở Đại Lải. Và giờ thì vợ chồng mình sẽ chuẩn bị lên đường đây. Mọi người hãy đi show này cùng bọn mình nhé. Sự là rất lâu rồi thì chúng mình mới tham dự một show diễn như ngày hôm nay trong một không gian chill như thế này và rất phù hợp để kết thúc một ngày của chúng mình. Giờ thì chúng mình sẽ lên đường về nhà và kết thúc video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của bọn mình nhé. Bye bye.